Nội thất được biết đến là những vật dụng bố trí bên trong ngôi nhà với mục đích hỗ trợ cho các hoạt động khác nhau trong sinh hoạt thường ngày của con người như nghỉ ngơi, học tập, lao động, giải trí, v.v. Ngày nay, nhu cầu của người tiêu dùng ngày càng cao nên món đồ nội thất không còn được chỉ sử dụng theo chức năng vốn có mà còn yêu cầu tính thẩm mỹ, phù hợp với phong cách của chủ nhân ngôi nhà. Bên cạnh đó, những vật dụng tích hợp công nghệ và đa chức năng áp dụng cho nhiều mục đích cũng được xem là xu hướng tất yếu. Để có thể đáp ứng được nhu cầu thay đổi của số đông, các đơn vị cung cấp thiết bị nội thất luôn cập nhật xu hướng và nắm bắt được nhu cầu của khách hàng. Nội thất Phong Vân là một trong những đơn vị đã và đang công tác với rất nhiều đơn vị thi công, thiết kế để cung cấp những sản phẩm chất lượng tốt, giá cả cạnh tranh cùng dịch vụ chăm sóc khách hàng chu đáo. Nội thất Phong Vân chuyên sản xuất, phân phối, nhập khẩu nội thất văn phòng, gia đình, quán bar và quán cà phê. Đối với lĩnh vực nội thất văn phòng, Phong Vân luôn cung cấp bàn văn phòng, tủ hồ sơ, ghế văn phòng, đặc biệt là bàn học sinh thông minh chống gù, chống cận. Còn về nội thất gia đình thì đa dạng nhiều chủng loại từ giường, tủ áo, kệ, bàn trà, bàn ăn, bàn trang điểm đến ghế cà phê, ghế quầy bar, ghế thư giãn, v.v. Phong Vân luôn tạo ra sự đa dạng mẫu mã, bắt kịp xu hướng gia tăng tính mới lạ cho không gian tổ ấm hay nơi làm việc của khách hàng. Với châm ngôn kinh doanh, uy tín, chu đáo, tận tâm trong công việc, các sản phẩm luôn được kiểm tra kỹ lưỡng trước khi giao đến tay khách hàng. Đồng thời áp dụng chính sách bảo hành hậu mãi miễn phí 12 tháng kể từ ngày giao nhận đối với sản phẩm phát sinh lỗi từ nhà sản xuất. Nội thất Phong Vân sẵn sàng đổi mới cho khách hàng trong vòng 7 ngày đầu tiên. Nếu quý vị có mong muốn tìm những món đồ nội thất chất lượng, thẩm mỹ cao, đa chức năng mà giá thành vô cùng hợp lý thì có thể ghé thăm showroom của Phong Vân tại 646A Cộng Hòa, phường 13, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Nội thất Phong Vân tạo đổi mới hướng tương lai.